Vâng, Tiến Bình Dương, ở khu vực Bình Dương, Thủ Dầu Một Bình Dương ạ. Tiến Bình Dương xin chào tất cả những quý khách hàng thân yêu của Tiến Bình Dương, cũng như là một số những fan hâm mộ của Tiến Bình Dương trên YouTube nha. Thì Tiến Bình Dương xin chào tất cả những quý khách hàng đang sử dụng xe trên toàn quốc, toàn nước Việt Nam luôn. Thì hôm nay Tiến Bình Dương làm cái video này là Tiến Bình Dương muốn gửi đến những quý khách hàng đang sử dụng những công nghệ xe đời mới, có sử dụng màn hình LCD đồng hồ điện tử đó. Thì những dòng xe đồng hồ điện tử mới bây giờ mọi người cũng biết là nhà sản xuất có thiết kế là cái nút để chúng ta điều chỉnh giờ cũng như là điều chỉnh reset lại cái mức thời gian thay dầu, thay nhớt ấy. Thì hiện nay là anh em cũng thấy là có rất nhiều những xe do một là con nít, hai là sử dụng lâu ngày, những cái núm cao su này này nó bị chai nên dẫn đến tình trạng là hở nước nó vào, hoặc là do bị cạy nên là nó có lỗ nước nó luồn vào trong đồng hồ. Thì mọi người để ý là những xe, tất cả luôn, nói chung tất cả những dòng xe máy trên thị trường Việt Nam là xe sử dụng đồng hồ điện tử này thì có cái nút ngoài này này, thì mọi người khi mới mua xe về thì một là nên đi làm cái chế độ chống nước, hai là mọi người phải để ý đến những cái nút này trong quá trình rửa xe á, thì nước hoặc là đi mưa nó sẽ luồn vào bên trong đồng hồ thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng hay bị hỏng đồng hồ. Mà chi phí để thay một cái đồng hồ thì hiện nay các hãng rất là cao, bình quân thì khoảng 1,5 triệu một cái trở lên. Cho nên mọi người đang sử dụng xe thì hãy biết đến video này và hãy chú ý nhé. Thì hôm nay Tiến Bình Dương có nhận sửa chữa lại hai cái đồng hồ cho hai khách hàng ở xa gửi về Tiến Bình Dương. Thì cũng đơn giản thôi, nếu khách hàng nào mà đang sử dụng những cái dòng xe đồng hồ điện tử mà vô tình đồng hồ không lên hình, ví dụ như đồng hồ nào với đồng hồ con Novo con Vario này đó, màn hình nó không lên này, nó tối om màn hình, nó chỉ sáng mờ mờ thôi, thì đây là dấu hiệu là đồng hồ đã bị hỏng nha. Đó, hoặc là những cái dòng xe NVX đời mới này thì nó có cái dấu hiệu bị chấm đốm màn hình nhỏ, sau đó dần dần sử dụng dần dần nó sẽ đốm lớn, đốm nhiều trên cái màn hình, thì đó là cái dấu hiệu gọi là bị cháy cái màn hình rồi. Thì những cái trường hợp này thì anh em khách hàng để ý nè, Tiến Bình Dương vẫn có thể khắc phục và sửa chữa lại được nha. Đó, để giảm cái chi phí cho anh em, cũng giống như đồng hồ SH này cũng thế này, nước nó vào nó sẽ làm cho cái màn hình này không lên nguồn, không lên số, cho nên là những cái này Tiến Bình Dương sẽ cứu lại và sửa chữa lại cho anh em với giá thành bình dân để cho quý khách được tiết kiệm. Đó, cho nên là anh em lưu ý đấy. Thì cái video này muốn nhắc nhở đến anh em cũng như là muốn giới thiệu đến anh em để anh em biết là tất cả các đồng hồ điện tử thì mọi người cứ gửi về Tiến Bình Dương, những cái nào nó sửa được thì chúng ta sẽ cứu lại nó, còn những cái nào bị nặng quá thì giống như ở đây các bạn thấy không, cũng có một số những cái đồng hồ, các bạn nhìn thấy có một số những cái đồng hồ này vì lý do là quý khách để quá lâu không đi sửa chữa ngay thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị mục hết nha, nó sẽ bị mục hết cái men này này đó, cho nên là mọi người thấy nó rộp hết lên, thì khi nó bị rộp hết lên như vậy thì rất khó sửa nha, rất khó sửa đấy, nó bị rộp hết lên này, rất khó sửa. Và thậm chí là nếu các bạn để nước nó vào lâu nó sẽ chạm, nó nổ hết những cái men điện tử này này, nó nổ hết mấy cái men điện tử này thì nó dẫn đến tình trạng là đồng hồ sẽ không thể cứu được đấy. Cho nên là quý khách hàng đang sử dụng xe nó bị nhẹ thì chúng ta hãy cố gắng gửi sớm để sửa chữa đi nhé. Đó, còn đừng để lâu nó sẽ hư luôn, là chúng ta phải thay mới, chi phí nó cao. Thì anh em nào mà ở khu vực gần Bình Dương thì anh em có thể chạy xe qua để Tiến làm cho. Còn những anh em nào mà ở khu vực xa thì ở tỉnh á, ở xa thì anh em có thể lấy địa chỉ của Tiến rồi anh em có thể gửi về trực tiếp tại nhà tại cơ sở của Tiến để Tiến làm. Sau khi làm xong thì Tiến sẽ gửi lại luôn cho anh em trong ngày nha. Rồi, thì video này chào anh em, và nếu anh em thấy hay, bổ ích thì anh em chia sẻ để cho nhiều người dùng xe, để nhiều người biết đến. Một là có thể đi sửa chữa sớm, hai là có thể biết để đề phòng tránh bị nước vào nha. Rồi, chúc anh em một buổi trưa vui vẻ, hẹn gặp lại và chào anh em các video tiếp theo ạ. Còn hai khách hàng mà đang xem video này, nếu mà hai đồng hồ này của hai khách hàng thì hai anh chờ trong vòng từ giờ đến chiều làm xong thì Tiến Bình Dương sẽ gửi về cho tận nhà cho anh em nhé. Bác nào ở Sài Gòn thì sẽ được nhận sớm thôi, còn bác nào ở các tỉnh khác thì sẽ nhận sau 1-2 hôm. Rồi, Tiến sẽ gửi đường bưu điện nha anh em. Rồi, bye bye, chào tạm biệt anh em nha.